Mời quý vị và các bạn theo dõi mục điểm báo trong ngày của Đài Phát thanh và Truyền hình Vĩnh Phúc. Sau đây chúng tôi xin chuyển đến quý vị và các bạn những thông tin nổi bật trên các báo ra ngày hôm nay, 19 tháng 8 năm 2016. Thưa quý vị và các bạn, kỷ niệm 71 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9, năm nay đúng vào dịp toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đẩy mạnh cao trào hành động cách mạng, tập trung mọi nỗ lực của toàn dân, toàn quân cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội 12 của Đảng, đồng thời kiên quyết đấu tranh với nạn tham nhũng và những yếu kém trì trệ, xây dựng một xã hội năng động, cởi mở, đáp ứng yêu cầu phát triển, đưa đất nước bước vào kỷ nguyên của một quốc gia hưng thịnh thời hội nhập. Thông tin chi tiết có trên báo Quân đội Nhân dân số ra hôm nay. Kỷ niệm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9, mỗi người dân Việt Nam như được sống trong không khí sôi động của mùa thu cách mạng, cùng với thuận lợi và khó khăn, thành công và vấp váp. Chưa bao giờ trong Đảng và toàn dân trỗi dậy niềm khát khao xây dựng một quốc gia hưng thịnh như hôm nay. Sau đại hội lần thứ 12 của Đảng và bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14, đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, Đảng và Nhà nước ta đã đề ra nhiều giải pháp chiến lược và quyết sách quan trọng liên quan đến vận mệnh đất nước. Bài học lớn của Cách mạng tháng 8 và cũng là bài học mang tính thời sự mà Đảng ta thực hiện, được toàn dân đồng tình ủng hộ, đó là mọi quyết sách của Đảng đều bắt nguồn từ thực tiễn và từ nguyện vọng, tâm tư cháy bỏng của quần chúng nhân dân. Chiều ngày 18 tháng 8, trước tình hình diễn biến phức tạp của cơn bão số 3, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có buổi làm việc với Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương. Phát biểu ý kiến chỉ đạo tại buổi làm việc, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương phải liên kết với các nước, đưa ra dự báo chính xác nhất, kèm những khuyến cáo về thiệt hại do mưa bão gây ra. Thủ tướng cho biết đã có công điện gửi các bộ ngành địa phương yêu cầu chủ động phương án ứng phó với bão, dừng tất cả các cuộc họp không cần thiết để tập trung chỉ đạo phòng chống bão. Thông tin chi tiết có trên báo Nhân dân. Thủ tướng cũng chỉ đạo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương từ kinh nghiệm của các cơn bão trước có quy trình phối hợp và lắng nghe các nguồn tin khác nhau, tập hợp các nguồn tin dự báo từ nhiều nước trên thế giới như Hoa Kỳ, Nhật Bản, Trung Quốc để đưa ra các dự báo chính xác nhất có thể. Thủ tướng cũng nhấn mạnh có thể việc báo động tốn kém, nhưng nếu chủ quan mà để xảy ra thiệt hại thì có lỗi rất lớn trước Đảng, trước nhân dân. Thủ tướng nhận định, cường độ cơn bão này có thể lớn nhưng với sự chủ động tích cực phòng chống của các cấp các ngành địa phương, đặc biệt là Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương dự báo đúng, sẽ góp phần giảm đến mức thấp nhất thiệt hại về tài sản tính mạng của nhân dân. Với nhân đề công đoàn tham gia khởi kiện các vụ án lao động, báo Lao động dẫn lời ông Mai Đức Chính, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết, Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2016. Khi luật này có hiệu lực thì cơ quan bảo hiểm xã hội không có quyền khởi kiện nữa, thanh tra lại chưa được xử phạt. Trong khi đó, Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015 quy định vai trò của tổ chức công đoàn khởi kiện lại có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2016. Chúng ta có khoảng 6 tháng chống luật. Theo số liệu thống kê của Bảo hiểm xã hội vừa công bố mới đây, chỉ trong 6 tháng, số nợ bảo hiểm xã hội đã lên đến 14.000 tỷ đồng. Bên cạnh đó, vấn đề cần được tổ chức công đoàn chú ý chính là tình trạng doanh nghiệp nợ kinh phí công đoàn, tỷ lệ thất thu cao. Hai vấn đề cấp bách hiện nay mà tổ chức công đoàn cần thực hiện là khởi kiện doanh nghiệp đòi nợ bảo hiểm xã hội và nợ kinh phí công đoàn để bảo vệ quyền lợi cho người lao động. Ông Chính nói, từ ngày 1 tháng 7, Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015 có hiệu lực đã hoàn thiện các cơ sở pháp lý cho tổ chức công đoàn khởi kiện. Sắp tới, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam sẽ tập trung chỉ đạo Liên đoàn Lao động các tỉnh trọng điểm như Hà Nội, Hải Phòng, Bình Dương, Long An, Thành phố Hồ Chí Minh khởi kiện thí điểm. Sau đó sẽ tiến tới khởi kiện doanh nghiệp nếu vi phạm các vấn đề liên quan đến an toàn vệ sinh lao động hoặc các vụ việc mà người lao động ủy quyền. Với thực trạng tỷ lệ thu hồi nợ bảo hiểm xã hội khi cơ quan này kiện doanh nghiệp là 25%, 75% còn lại doanh nghiệp mất khả năng chi trả, chây ì, không còn tài sản nào. Ông Chính cho rằng, công đoàn cần rút kinh nghiệm bởi công đoàn hiện nay không có đủ người, năng lực và kinh nghiệm còn hạn chế, tài chính khó khăn. Cho nên tổ chức công đoàn không thể kiện hết tất cả doanh nghiệp mà phải chọn lựa, đánh trọng tâm, làm sao để mỗi vụ kiện đều phải thi hành án được, đảm bảo quyền lợi cho người lao động. Dùng dụng cụ công nghệ thông tin để truy xuất nguồn gốc thực phẩm đang dần trở nên phổ biến với người tiêu dùng. Chỉ với một chiếc điện thoại thông minh, người tiêu dùng có thể biết được
từng mớ rau, cân thịt được trồng, chăn nuôi, chế biến, vận chuyển như thế nào. Báo Tin Tức cho biết. Chỉ cần sử dụng điện thoại thông minh có thể kết nối mạng, khách hàng có thể quét mã QR code trên sản phẩm để tra cứu thông tin chi tiết về sản phẩm, nơi sản xuất, phân phối, các giấy tờ chứng nhận liên quan đến sản phẩm, ngày sản xuất, ngày hết hạn, nguồn gốc xuất xứ, tên sản phẩm, mô tả sản phẩm, đơn vị cung cấp. Ứng dụng này còn giúp doanh nghiệp nhận được phản hồi từ phía người mua hàng. Dự án này sẽ góp phần giúp khách hàng tin tưởng hơn vào các đơn vị sản xuất thực phẩm sạch. Ngoài ra, khách hàng có thể phản hồi ý kiến về sản phẩm bằng chính điện thoại smartphone của mình, giúp nhà cung cấp nhận được các góp ý kịp thời. Hiện tại, Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh là hai địa phương đầu tiên triển khai truy xuất nguồn gốc bằng công nghệ thông tin. Nhiều tuyến kênh đang bị bức tử là bài viết đáng chú ý có trên báo Vĩnh Phúc hôm nay. Theo bài báo, nhiều năm trở lại đây, cùng với tốc độ đô thị hóa diễn ra nhanh chóng, nhiều tuyến kênh mương trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc đang phải cõng một lượng rác khổng lồ. Bài báo cho rằng tình trạng này không những ảnh hưởng đến việc dẫn nước tưới tiêu, phục vụ cho sản xuất nông nghiệp mà còn gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường sống và sức khỏe của người dân, đặc biệt là những hộ dân ở cuối những tuyến kênh. Tuy nhiên hiện nay, chính quyền địa phương nhiều nơi vẫn chưa thực sự vào cuộc và coi đó là nhiệm vụ của địa phương mình. Do vậy, mặc dù có nhiều người dân vi phạm nhưng hình thức chủ yếu vẫn là nhắc nhở và yêu cầu ký cam kết. Để bảo vệ kênh mương trước nguy cơ bị biến thành nơi xả rác, rất cần sự vào cuộc hơn nữa của các cấp các ngành địa phương. Đồng thời, phải có một chế tài xử lý nghiêm hơn nữa đối với các trường hợp vi phạm. Mục điểm báo trong ngày của Đài Phát Thanh và Truyền hình Vĩnh Phúc xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.